Yo, hello anh em 22, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Đây lại là một video về Yato. Nhưng anh em hãy khoan đã anh em, khoan đừng chạy đi, hãy khoan cái đã cho mình khoan cái đã anh em ạ. Video này theo mình thì nó sẽ rất là thú vị và kịp thời, bởi vì trong video này mình sẽ giải đáp về hai vấn đề lớn. Một đó là chuẩn bị tâm lý giúp anh em không thất vọng khi Yato xuất hiện. Và cụ thể là về chuyện Yato sẽ gây ra được bao nhiêu sát thương khi anh em cầm chơi. Cái vấn đề lớn thứ hai đó là chuyện là đồng hồ HP hay đồng hồ tấn công, cái nào ngon hơn và khi nào xài. Mình không biết hiện tại thì anh em đang kỳ vọng hay tưởng tượng là Yato của anh em sẽ gây ra được bao nhiêu sát thương, có thể là 15.000, 20.000 mỗi một nhát chém. Nên là mình nghĩ rằng là cần cung cấp một con số cụ thể để anh em chuẩn bị tinh thần. Và có thể là anh em sẽ ngã ngửa ra rằng là thực sự con số đam mà Yato gây ra nó sẽ nhỏ hơn, có thể bằng một nửa so với những gì anh em nghĩ. Ở trong video trước thì mình đã làm một cái clip có tính trước bộ di vật và vũ khí mạnh nhất cho Yato, có sâu ra lượng đam mỗi giây và các chỉ số khác anh em có thể tham khảo nha. Ok. Ngay cả trong trường hợp mà anh em đã build Yato tương đối rồi ấy, tức là gì? Tức là anh em đang cầm vũ khí 5 sao với tỷ lệ bạo khoảng tầm 70-80%, sát thương bạo kích khoảng tầm 180% và tấn công khoảng 1k7, 1k8, 1k9 thì anh em cũng chỉ có thể gây ra được một lượng sát thương khoảng tầm 7.000-8.000 đam trong một nhát chém từ chiêu E mà thôi. Đây là lượng sát thương chỉ tính mỗi chiêu E, không tính từ các cái buff khác hay là trong các trường hợp khác. Trong trường hợp build khác, tức là anh em có thể nâng sát thương bạo kích của anh em lên tới khoảng tầm 250%, đây là một con số vô cùng thế giới, mà vẫn giữ được phần tỷ lệ và phần tấn công như trên, thì anh em có thể tăng được một nhát chém của Yato lên khoảng tầm 10.000 đến tầm 11.000 đam trong một hit từ chiêu E. Và trong trường hợp cuối cùng, trường hợp triển vọng nhất, anh em có buff từ đội hình như là Bennett hay Kazuha, thì anh em mới có thể nâng được sát thương của chiêu E cho một hit lên tầm 15.000 đến 20.000 đam. Về tính toán thì có thể đúng có thể sai, nhưng theo như mình tham khảo và so sánh với các clip leak dam của Yato ấy thì lượng dam nó không chênh lệch quá nhiều. Và theo mình thì cái cách tính toán này nó đang cho ra con số đúng thực tế nhất mà Yato có thể gây ra được. Cho nên nếu như anh em xác định rằng là khi anh em roll Yato về và Yato của anh em có thể gây ra một lượng sát thương như mình đang nói ấy, thì khi đã biết trước như thế thì anh em sẽ không thất vọng và anh em sẽ chuẩn bị tâm lý cũng như là các cách thức để có thể tận dụng tốt sức mạnh của nhân vật, chứ không quay ra thất vọng rồi chơi nhân vật yếu hay là có những cái ý kiến, ý nghĩ tiêu cực khác. Hiện tại thì chính bản thân anh em cũng có thể xem xét các video leak dam của Yato đang có rất là nhiều trên mạng. Anh em có thể thấy rằng lượng dam mỗi giây trên mỗi nhát chém là không quá nhiều đâu. Vậy tóm lại là cái lượng sát thương của Yato này có phải là ít hay không? Thì cá nhân mình cho rằng là bảo ít là không đúng. Bởi vì những nhát chém của Yato là những chiêu chém AOE có thể gây sát thương diện rộng. Thêm vào đó thì những tính toán bên trên còn chưa tính tới lượng sát thương được gây ra từ phản ứng như là bốc hơi hay điện cảm, có thể gia tăng thêm đáng kể lượng sát thương của Yato cũng như là các buff từ rất là nhiều nguồn khác. Bên cạnh đó thì cái chiêu Q của Yato là dạng duy trì sát thương, gây sát thương theo thời gian, nó cũng gây ra sát thương trong vòng 15 giây. Chiêu Q của Yato cần 80 điểm năng lượng nguyên tố, nhưng mà Yato có thời gian đứng sân khá lâu cho nên là việc nạp năng lượng thì cũng tương đối. Nói chung là sẽ không cần build đồng hồ nạp. Ok, hãy cùng với mình so sánh một chút điểm yếu và điểm mạnh của Yato để có thể nhìn ra được trạng thái của nhân vật đang ở đâu. Vậy điểm yếu của Yato là gì? Đó là hiện tại mình thấy rằng chỉ số tấn công của Yato không cao. Yato có thể scale dam theo HP, nhưng thực sự thì cái việc scale HP này nó không quá nổi bật. Về cụ thể về scale HP thì mình sẽ trình bày sau. Cộng hưởng của Yato đó là cộng hưởng 2 thủy thì thực sự theo mình là nó không giúp ích gì nhiều. Cộng hưởng 2 thủy, cá nhân mình đánh giá đây là một cộng hưởng yếu nhất game. Trước đây thì nham yếu hơn nhưng sau đó nó được buff lên, cho nên là hiện tại theo mình thấy thì cộng hưởng 2 thủy nó chỉ thực sự thiên về việc hỗ trợ thôi. Một nhân vật DPS như Yato không tận dụng được gì. Và về cơ bản thì lượng dam của Yato không thực sự là quá lớn, hay có thể gọi là quá khủng. Nếu như anh em build Yato tốt ấy, thì Yato sẽ hoạt động tốt, nhưng sẽ không phải là một nhân vật phá game đối với công mệnh không đâu. Như trong phần phân tích về lượng sát thương của Yato ở phần đầu video, để Yato có thể gây ra được một lượng sát thương lớn thì cần phải có đội hình hỗ trợ phù hợp. Về điểm mạnh thì thực sự là mình đã có rất là nhiều clip rồi, mình chỉ hệ thống lại một cách ngắn gọn thôi. Đầu tiên đó là nhân vật hệ thủy, đây là điểm mạnh nhất. Và đối thứ hai là đội hình của Yato cũng rất là phong phú, bởi vì là có rất là nhiều cái nhân vật có thể đi chung được với Yato. Vai trò sử dụng của nhân vật cũng đa dạng, từ DPS đến hỗ trợ đều có thể làm được. Sát thương của Yato là sát thương AOE diện rộng, và lối chơi của nhân vật thì rất là vui và độc đáo. Hiệu ứng kỹ năng của nhân vật đẹp mắt, vũ khí thì cũng khá là phong phú, có nhiều lựa chọn. Về bộ di vật thì cũng có rất là nhiều bộ và có sẵn. Đó là những cái điểm cộng của nhân vật.
với những cái điểm trừ và điểm cộng mình vừa nêu ra thì anh em có thể thấy rằng là nhân vật khá là cân bằng đúng không nào? Điểm cộng trong mình thì nó vẫn nhiều hơn, nhất là về cái việc Iyato là hệ thủy. Hiện tại nhân vật hệ thủy thì cũng không quá quá nhiều. Về bộ kỹ năng và cách chơi thì cũng là một điểm cộng lớn hơn so với điểm trừ. Khi mà đã xác định được nhân vật nó ở một cái giá trị tương đối như vậy thì mình nghĩ rằng là việc khi mà anh em có nhân vật thì anh em sẽ không thất vọng nó về nó. Điều mà mình đã không làm với cả Yamiko, đây là một thiếu sót của mình. Bởi vì thực sự là leak đam về Yamiko thì nó không nhiều và lúc đó thì mình không để ý lắm. Ok, trở lại với vấn đề thứ hai của Iyato trong video này. Vấn đề lớn thứ hai đó là chuyện là đồng hồ tấn công hay là đồng hồ HP. Đầu tiên là về đồng hồ tấn công thì đây chắc chắn sẽ là một món thứ vật xài được với Iyato. Không có lý do gì mà cái đồng hồ tấn công lại không xài được. Câu hỏi quan trọng ở đây thì không phải là chuyện đồng hồ attack có hoạt động được hay không, mà câu hỏi đó là đồng hồ attack có mạnh hơn đồng hồ HP hay không, đồng hồ máu hay không, đúng không nào anh em? Thì ở đây có hai trường hợp anh ạ. Trường hợp thứ nhất đó là nếu như anh em sử dụng cái bộ di vật trấn của Iyato, bộ dư âm tế lễ ấy, thì đồng hồ attack sẽ cho lượng sát thương đầu ra cao hơn khi xài đồng hồ HP, do bộ dư âm tế lễ này nó có một cái nội tại được hưởng lợi rất là nhiều với chỉ số tấn công, cho nên là cái lượng tấn công anh em đưa vào càng nhiều thì cái lượng sát thương đầu ra càng lớn. Thứ hai đó là nếu như anh em sử dụng những bộ di vật khác như là bộ giác đấu, bộ bốn thủy, sao băng bay ngược hay cả dòng hối bất tận, thì dù anh em sử dụng đồng hồ tấn công hay đồng hồ máu với lượng dòng phụ giống nhau, tức là nó tương đương với nhau ấy, thì lượng sát thương cuối cùng cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu. Hai cái gần như có thể nói là bằng nhau. Rất nhiều người đã bất ngờ với kết quả này bởi vì là cái chỉ số tấn công cơ bản của Iyato không hề quá cao. Bên cạnh đó thì lượng đam tăng thêm theo HP là có, từ bộ kỹ năng cũng như là nội tại. Ngoài ra việc sử dụng đồng hồ HP còn tăng thêm sát thương từ chiêu quy bởi nội tại nữa, cho nên là việc sử dụng đồng hồ HP là một lựa chọn không tồi nếu như anh em không sử dụng bộ trấn nha. Ok, lúc này thì khi build di vật anh em hãy chú ý vào dòng phụ, xem di vật cái nào ngon hơn thì ta xài, HP hay attack đều được. Tóm lại với Iyato, nếu như anh em sử dụng bộ di vật trấn đó là bộ dư âm tế lễ thì anh em sẽ xài đồng hồ attack phần trăm, đồng hồ tấn công chỉ số tấn công. Nếu như anh em sử dụng bộ di vật khác không phải là bộ trấn thì đồng hồ tấn công hay đồng hồ HP, lúc này tùy vào việc cái dòng phụ cái nào ngon hơn thì anh em xài. Thế thôi, việc này sẽ giúp cho anh em farm đồng hồ có nhiều lựa chọn hơn. Ok, để chốt lại video thì mình xin tâm sự một chút. Đó là dạo này mình nhận được hơi nhiều danh hiệu anh em ạ. Nào là anh chàng Sim Iyato hay là người làm video của tương lai, những nhân vật chưa ra mắt mà đã có cả chục video. Thì đầu tiên là chuyện này nó không mới. Trước đây về Lôi Thần mình đã làm những cái video còn nhiều hơn và phong phú hơn dành riêng cho Lôi Thần nữa. Cho nên là trường hợp Iyato này cũng bình thường thôi anh ạ. Cái đầu tiên ấy mình muốn nói đó là mình không sim Iyato. Đơn giản là mình có hứng thú với nhân vật mới thôi. Và Iyato làm trong số đó thì thực sự là có hứng thì mới làm được video nha anh em. Điều thứ hai mình muốn nói đó là làm video về nhân vật mới chưa ra ấy, thì nó thú vị hơn là nhân vật đã ra rồi. Bởi vì là khi mà nhân vật ra mắt rồi thì anh em có thể tự trải nghiệm được. Chưa ra thì nó mới cần nhiều bàn tán. Còn lúc nhân vật ra mắt rồi thì anh em cũng biết rồi. Thời điểm mà nhân vật đã ra mắt ấy, thì lúc đó thì Hojocho đã leak ra nhân vật mới khác để cho người ta hóng tiếp rồi. Mọi chuyện nó cứ như thế diễn ra, cứ như thế diễn ra. Chơi Genshin không chỉ là vu game xả nhựa daily rồi build nhân vật, mà chơi Genshin còn là hóng hớt những cái thứ trong tương lai như vậy. Bởi vì như thế thì game nó mới có phát triển được. Cảm ơn anh em đã xem video và hy vọng rằng là với những thông tin trong video này thì khi anh em có được Iyato hay là anh em có ý định sở hữu Iyato, anh em may mắn có được nhân vật thì anh em sẽ cảm thấy Iyato của anh em hoạt động tốt, ổn định và không phải là một nhân vật gây thất vọng. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye anh em. Nếu anh em có ý kiến, yêu cầu về làm bất cứ loại video gì thì anh em hãy để lại bình luận nha.